chào quý vị và các bạn. Đầu bếp Hoàng Nhân, Minh Châu cùng với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Anh Nhân ơi, hôm nay anh Nhân sẽ chiêu đãi quý vị khán giả một món ăn gì đây? Thực đơn hôm nay là một món ăn rất là quen, nhưng mà hơi bị lạ đó. Đã còn quen rồi còn lại lạ nữa, anh Nhân mâu thuẫn quá à. Quen vì hôm nay anh sẽ làm món liên quan đến cá diêu hồng. À, cá diêu hồng. Và lạ là cách chế biến. Cá diêu hồng thì em thấy mình có cá diêu hồng mà mình nấu canh nè, hoặc là mình có thể chiên xù nè, hoặc nếu không thì mình có thể chưng tương nè. Anh đoán thử xem coi còn cách chế biến nào khác nữa không? Nếu như mà mình không nấu, mình không chiên thì là mình nướng. Đúng rồi đó, hôm nay Nhân sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn món cá diêu hồng nướng giấy bạc. Nguyên liệu để thực hiện món cá diêu hồng nướng giấy bạc gồm có một con cá diêu hồng khoảng 600g, ớt trái lớn, 3 cây sả, 4 trái ớt hiểm, gừng, sả băm, hành tím, dầu ăn, tiêu, hạt nêm Azingon và sốt tương đậu nành Lisa. Anh Nhân ơi, tại sao mà cũng cùng là sả mà anh phải chuẩn bị cả sả cây lẫn sả băm vậy anh? Bởi vì đây là một cái bí quyết mà muốn chia sẻ cho Minh Châu nè, cùng quý vị khán giả đó. Cái phần sả cây này nè, một phần nè, anh sẽ đập dập hết cả hai cây này, anh sẽ cắt làm đôi. Đố em để ăn chi? Em chưa biết. Phần này lát chút xíu khi mà mình quấn vào phần cá đó, em sẽ để lót để cái thứ nhất là tạo độ thơm nè, cái thứ hai là cá nó sẽ không có bị tiếp xúc và nó không bị khét. À, không tiếp xúc trực tiếp với lửa thì cá sẽ không bị khét. Đúng rồi đó. À. Còn phần này anh sẽ cắt khoảng 3 cm. Để chi? Để lát nữa chúng ta sẽ nhét vào bụng cá để cho cá chúng ta nó sẽ thơm. À, đúng rồi, hay quá. Như vậy là nhờ mà có sả cho vào trong bụng cá thì cá sẽ rất là thơm. Đúng rồi đó. Rồi, ớt nè, cho anh 4 trái. Nếu mà không thích ăn cay thì mình cho 2 trái thôi cũng được. Em thích ăn cay. Rồi, để qua đây cho anh nè. Cái phần gừng, gừng mình sẽ tắt sợi. Với con cá diêu hồng khoảng 600g thì em cần khoảng 2 muỗng sả băm. Hành tím này em cũng cho vào luôn. Sẽ cho vào trong này 2 muỗng canh sốt tương Lisa. Cái phần ớt hồi nãy nè, anh có 4 trái thì anh đập dập 2 trái để lát nữa mình bỏ vào trong bụng sả. Còn 2 trái này mình băm nhuyễn ra mình ướp vào cá luôn. Tiếp theo nè, mình cho dầu ăn. Tại sao mình nướng cá mà phải cho dầu ăn vậy anh Nhân? Cho dầu ăn, cái thứ nhất là tạo độ bóng cho cá nè. Cái thứ hai nó là mau để thấm những cái gia vị vào trong thịt cá nữa. Và hình như là sẽ giúp cá không bị khét nữa phải không anh? Chính xác. Mà anh cho khoảng bao nhiêu muỗng vậy? Dầu ăn anh cho khoảng 3 muỗng nhé. Tiếp theo mình cho tiêu nè, khoảng nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng hạt nêm Azingon. Rồi, mình cho khoảng 2 muỗng gừng băm. Rồi bây giờ em sẽ trộn lên ha. Sả cây và phần ớt trái ta bỏ vào trong bụng trước. Rồi bây giờ bắt đầu cái gia vị nè. Em đã trộn đều rồi. Dạ em trộn đều rồi. Rồi sau đó anh thoa đều lên mình cá nè. Phần trong bụng cá mình cũng cho một ít vào. Mà anh ơi, khi mà mình ướp cá xong thì mình nên để khoảng bao nhiêu lâu thì cho nó thấm? Khoảng 30 phút. Em có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh á. Thì như vậy gia vị nó sẽ mau thấm hơn. Châu ơi, bây giờ bắt đầu anh sẽ cuốn cái giấy bạc vô để mình chuẩn bị mình nướng. Rồi, cái phần sả lúc nãy nè, anh có 2 cọng đúng không? Dạ. Một phần em để phía dưới cho anh, sau đó em đem con cá này đặt vào vị trí nướng. Sau đó mình có cái phần sả lúc nãy còn, anh sẽ để lên trên mặt. Mình cuốn vô, em giữ con cá nè. Sau đó mình phải cuốn cho chặt tay. Dạ. Rồi, cái này mình bẻ xuống. Rồi, Châu ơi, mình bắt lửa lên, nướng trong vòng khoảng 30 phút. Rồi, thơm chưa? Mình sẽ quấn theo cái hình cái thuyền đó em. Rồi, bây giờ anh sẽ trang trí món ăn này nè. Em có phần gừng lúc nãy á. Em bỏ vô liền luôn. Tại vì lúc còn nóng á, thì phần gừng nó sẽ phát huy cái tác dụng nó lên. Nó sẽ ngon. Phần ớt thôi nè. Đó. Ớt này em sẽ sắc sợi, sau đó mình ngâm nước thì nó sẽ vòng vòng như vậy, nhìn nó đẹp hơn. Cái nữa là đây là phần ngò ha.
Có thể là em để lên trên mặt cũng được, nhưng mà anh sẽ để ra phía bên ngoài cho nhìn nó màu xanh xanh một chút. Anh Nhân ơi. Ơi. Em nói nhỏ nhỏ cái này nè. Nói đi anh nghe. Xong rồi hả? Xong rồi đó. Sao lẻ vậy? Dạ, thì xong rồi, trang trí là xong rồi. Xong thiệt không? Thiệt. Nhưng mà anh biết rồi, bây giờ sẽ mời em thử nè. Mém nữa là em buồn anh Nhân rồi đó. Rồi, bây giờ anh sẽ lấy cái phần ngon nhất cho Minh Châu nè. Rồi. Đây, anh mời em thử nha. Em cảm ơn anh. Mùi thơm của sốt tương Lisa nè, của xả nè, của gừng nè. Em phải thử mới được. Hòa hợp quá. Cá đã rất là chín rồi, thấm gia vị nè, ăn dai dai, thơm thơm, còn ngọt ngọt nữa chứ. Ủa mà anh Nhân ơi, món này mình ăn chung với cái gì ha? À, món này hả, em sẽ cho ăn chung cùng kèm với lại cơm hoặc là bánh tráng cũng được, rất là hợp. Quý vị khán giả thân mến, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto số 061-882-6188. Bây giờ thì đầu bếp Hoàng Nhân và Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.